Chân trọng kính chào quý khán thính giả theo dõi chương trình xoáy tin với Đỗ Dũng và Mai Phi Long. Thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ năm, 25 tây tháng 4 năm 2024. Thưa quý vị, hôm nay tối cao pháp viện lắng nghe bên phía luật sư ông Donald Trump trình bày cái chuyện ông cho rằng là ông có quyền miễn tố khi giữ chức vụ tổng thống trong cái vụ mà gọi là uh, bị truy tố về cái chuyện kêu gọi gây ra sự bạo loạn ở tại Quốc hội ngày 6 tháng Giêng năm 2021. Và liệu ông Donald Trump có được xử là có quyền miễn tố hay không? Thì ngày hôm nay và những ngày sắp tới chúng ta sẽ nghe được kết quả. Nhưng trong câu chuyện này, những điểm, điểm chính nào chúng ta cần lưu ý? Và đó là chủ đề anh em chúng tôi gửi đến cho quý vị ngày hôm nay. Xin chào anh Đỗ Dũng. Chào anh Mai Long, kính chào khán giả FBTN. Thưa quý vị, như chúng ta biết là cựu Tổng thống Donald Trump bị truy tố tổng cộng là 4 tội hình sự. Một cái ở New York, một cái ở Georgia, một cái ở Washington DC, một cái ở Florida. Cái uh, New York với lại uh, Georgia là tội tiểu bang. Còn cái ở DC và cái ở Florida là tội liên bang. Ở DC ông bị truy tố là xúi dục bạo loạn ngày 6 tháng Giêng năm 2001. Ở tại Florida ông bị truy tố là... Uh, tố cáo là đánh cắp hồ sơ mật mang về nhà và không chịu trả đó thì ông nói rằng là tất cả những gì ông làm trong thời gian làm tổng thống đều là những hành động chính thức của tổng thống có nghĩa là gì trong bốn năm trời đó 24 trên bốn bất kỳ tôi làm gì trong khi tôi là tổng thống thì phải được miễn tố tức là gì tổng thống có quyền đó bởi vì ông nói rằng nếu mà tổng thống mà làm mà sau khi hết Nhiệm vụ trở về thành thường dân Mà bị truy tố vì những việc Mà ông làm trong thời gian làm Tổng thống Thì bố bảo không ai nhớ làm Tổng thống nữa Và như vậy nó sẽ là Xen vào cái quyền hạn Tổng thống sẽ không thể Lãnh đạo đất nước được Đó là cái lập luận của ông Trump Cũng như các luật sư của ông Thì ngày hôm nay chín vị thẩm phán Tối cao pháp viện Hoa Kỳ đã lắng nghe Cái uh, lập luận này Của bên phía luật sư Của ông Và sẽ lắng nghe cái lập luận của bên phía truy tố là ông jack smith công tố viên đặc biệt đó à, sáng ngày hôm nay thì tôi có nghe ở một số cái trên đường đi làm qua đại npa họ trực tiếp thì đầu tiên hết đó, thì khi mà nghe các vị mà coi như là uh, thẩm phán này đó thì có vẻ ít nhất là có năm người trong đó có cả chủ tịch tố cao viện là ông john robert hoài nghi về cái chuyện ông Trump được hoàn toàn miễn tố Đó đó là cái đầu tiên mà người ta nhận xét Tuy nhiên cái chuyện bao giờ uh, họ đưa ra phán quyết này là một vấn đề uh, Người ta dự trù có thể đưa ra vào khoảng tháng 6 Hoặc có thể đưa ra vào ngày mai ngày mốt chúng ta chưa biết được này. Nhưng mà cái thời điểm mà tối cao viện phải quyết định cái chuyện này Là nó quan trọng bởi vì nó ngay cái trước cái thềm đại hội đảng của đảng cộng hòa và đang ngay chỉ có vài tháng nếu họ đưa ra vào tháng 6 thì như vậy nó chỉ có là bao nhiêu 4 tháng tới 5 tháng trước ngày bầu cử thành ra ít nhiều nó có thể là ảnh hưởng cuộc bầu cử và ảnh hưởng sau cuộc bầu cử và ảnh hưởng mãi mãi ở nước mỹ vấn đề đặt ra rất là đơn giản tổng thống có quyền miễn tố hay không yes or no đó nếu mà nô no, thì ông trump sẽ bị xử tiếp tục ở những cái vụ án hình sự và bà tanya chắc là tránh án của tòa dc và đang chờ quyết định đó được gái là xử liền còn nếu mà nói không đó thì có thể tạo tiền lệ cho các tổng thống khác sau này mà cụ thể bắt đầu từ tổng thống joe biden ông có thể làm những bất kỳ cái chuyện gì trong lúc làm tổng thống mà ông không sợ bị truy tố đó là vấn đề Vấn đề thứ ba Là khi nào họ đưa ra phán quyết đó, Bởi vì nếu mà họ chậm đó, Thì có lợi cho ông Trump Vì ông Trump muốn rằng là Sau cuộc bầu cử quý vị đưa ra phán quyết Bởi vì sao Nếu sau cuộc bầu cử mà tôi làm tổng thống Thì phán quyết quý vị Một là tôi được miễn tố xong còn tôi không bị miễn tố thì cũng chẳng làm gì miễn tố tôi được bởi lúc tôi làm tổng thống rồi có đúng không à thành ra đây là ba cái mà người ta uh, đang mong đợi chưa biết là đi theo hướng nào nhưng mà nó có cái điều là trước đây trước cái vụ sự này người ta nhớ ông thẩm phán uh, Samuel Alito thẩm phán bảo thủ đã từng nói là gì không ai được đứng trên luật pháp ngay kể cả người đó là tổng thống và bà thẩm phán Uh, Alijo Jackson, cái bà Jalen, bà ông từng nói tổng thống không phải là vua, không phải là vua, đó là hai cái người phát biểu như vậy. Nhưng mà nói như thế thì nói khi mà đi đến mà bỏ phiếu để quyết định những chuyện này thì quý vị nên nhớ là người ta cũng là con người mà thôi. Có nghĩa là gì? Về nguyên tắc là người ta xử theo luật. Nhưng mà khi người ta xử người ta bỏ phiếu Thì vẫn có cái cá tính trong cái đầu của họ Và ngày hôm qua Trên chương trình FBTM Morning Chúng tôi có nói với quý vị là ông Trump Ông tự hào Là ông đề cử và được bổ nhiệm Ba vị thẩm phán vô Đó là new Gorsuch Brett Kavanaugh và bà Amy Barrett Ông đang mong đợi Một chiến thắng từ những người này Ba người này Cộng với ít nhất là gì Ông Clint Thomas và ông Samuel Alito nếu có năm phiếu xong văn hạn đó thì tình hình đó đến vụ này nó là như vậy thưa anh long những cái bình luận của bên phía luật sư đại diện cho Donald Trump bị bên phía công tố họ phản bác như thế này họ nói rằng là cái hành động của ông Donald Trump trong những vụ mà can dự lập ra những cái bồi thẩm đoàn gọi là giả mạo những bồi thẩm đoàn mà bất hợp pháp thì ông thì bên phía công tố nói rằng đây là những hành động phạm pháp chứ không phải đây là những là hành động mà trong cái thẩm quyền của tổng thống trong cái chuyện mà họ viết rất là rõ ràng là chúng tôi trình bày rất là rõ ràng là những người mà bồi thấm đại cử tri giả mạo của ông donald trump họ đều nói rằng là họ là được là xác nhận một cách chính thức nhưng mà thì nếu như vậy thì là tất cả mọi chuyện luật pháp của nước mỹ sẽ như là đều đi ngược lại là bởi vì đây là những hành động hoàn toàn phạm pháp, cho nên những hành động của ông Donald Trump sen vào trong cái việc mà tạo ra những cái nhóm là đại cử tri giả mạo, đây là hoàn toàn hành động bất hợp pháp theo bên phía à, bên phía công tố viên đặc biệt Jack Smith nói như thế và bên phía à, à, các thẩm phán của tối cao pháp viện như trong trường hợp ông thẩm phán New Gorsuch thì ông có nói rằng là đây là một cái chuyện quan trọng quan trọng đối với tôi, không phải riêng cái trường hợp này mà ông nói rằng những phán quyết của chúng ta ngày hôm nay sẽ ảnh hưởng đến tất cả các đời tổng thống kế tiếp. Thì câu này làm cho người ta cũng nghĩ rằng là khuynh hướng của các vị thẩm phán họ nhìn xa hơn là cái chuyện là chỉ có trường hợp của ông Donald Trump. Nếu mà họ phán xử bất kỳ điều gì mà có lợi cho ông Donald Trump có nghĩa là họ sẽ làm hủy hoại luôn các vị tổng thống kế tiếp là như là hồi chúng tôi hay thường nói trên các chương trình SBTN Morning và chương trình xoáy tin nếu mà ông Trump được miễn gọi là truy tố thì ông Biden rất là mừng là ông tha hồ làm mọi chuyện và ông không sợ gì cả. Thầy anh Dũng, vâng. À, ở trong này thì chúng ta thấy rõ là tất cả mọi người đều nói rằng là cái không ai đứng trên luật pháp kể cả tổng thống và gần như tất cả mọi người đều đồng ý với cái chuyện này. À, khi mà ông Trâm bị truy tố ở các tòa dưới, thì ông cũng nói là ông được miễn tố thì bà tránh án, cha nhà chắc can nó không. Quy định rõ ràng như thế. Ông Trâm không đồng ý mới kiện lên tòa kháng án, thì cả ba vị tranh án của tòa kháng án DC đều đồng ý với bà. Và bây giờ đưa lên tối cao pháp viện Người ta ngạc nhiên là tại sao tối cao pháp viện Lại chọn xử cái vụ này Đó là cái vấn đề lấn cận Bởi vì người ta bảo rằng là Rõ ràng quá rồi Anh vi phạm luật là anh bị xử Đáng lý tối cao pháp viện không nên xử vụ này Mà phải loại ngay từ vòng gửi xe Người ta theo tối cao pháp viện làm chuyện này nhiều người ta thắc mắc ngay cả các học giả về hiến pháp họ bảo trời ơi, khi mà tối cao viện chọn xử vụ này là coi như đã cho cựu tổng thống Donald Trump một chiến thắng không nhỏ. Tại vì nếu mà họ bác bỏ từ chối ngay khi mà tòa kháng án đưa lên, bên ông Trump mà đưa lên, thì ngày hôm nay chúng ta đã nghe đã thấy là ông Trump đang bị xử ở tòa DC của bà chất can rồi. Nhưng chính họ nhận cái kê này, từ hồi tháng 2 và bây giờ kéo dài 2 tháng sau họ mới xử. Và bây giờ nếu mà họ đưa ra phán quyết, người ta dự chủ có nhanh cũng phải là tháng 6. Bởi vì tháng 6 là cái ngày cuối cùng, ngày cuối tháng 6 là ngày cuối cùng của một cái nhiệm kỳ, một cái năm làm việc của tối cao viện. Họ phải đưa ra tất cả phán quyết vào ngày cuối cùng của tháng 6 rồi sau đó họ nghỉ. Qua đầu tháng 8 họ mới trở lại làm việc. Đó, là cái mà bây giờ ông Trump đang thắng. Nó làm cho người ta hoài nghi về cái hành động của tối cáo viện. Thăm dò của AP với NOAC ngày hôm nay cho thấy trong 10 người dân Mỹ chỉ có hai người là còn tin tưởng vào tố cáo viện. Nhưng họ không kê, họ không quan tâm. Hey, chúng tôi ngồi đây suốt đời chẳng làm gì chúng tôi cả. Nội cái chuyện mà họ chọn xử đã là vấn đề. Thế thì sáng nay đó, khi mà nghe đó trình bày thì công hai cái ông nêu qua và Brett Kavanaugh hai cái người trong số ba người được ông Trump đề cử đó thì họ cũng hoài nghi về cái chuyện ông Trump đòi hoàn toàn miễn tố nhưng họ lại cho rằng ông Trump có thể được miễn tố trong một số trường hợp đó là cái mà có thể là họ sẽ phải bàn bạc và thảo luận lâu hơn và có thể đi đến kết cục là gì họ chưa đưa ra phán quyết Họ có thể kéo dài hơn nữa để thảo luận với nhau cho tới khúc lúc đưa ra phán quyết. Và nếu đưa ra phán quyết mà sau ngày bầu cử thì ông chồng ăn trộm, ông chồng ăn trộm. À. Còn những chuyện gì liên quan chuyện này thì chúng tôi sẽ trình bày tiếp cho quý vị sau phần quảng cáo. Xin quý đừng ra màn hình SPTN. mời quý vị và của đài truyền hình FPTN sau đây chúng tôi xin trở lại chương trình xoáy tin đưa ra nói về câu chuyện tối cao pháp viện Hoa Kỳ ngày hôm nay đang nghe và thảo luận những lý do mà bên cựu tổng thống Donald Trump đưa ra nói là ông được quyền miễn tố và bây giờ người ta chưa biết là bên tố cao viện sẽ đưa ra phán quyết khi nào và phán quyết như thế nào nhưng qua những gì mà người ta nghe được sáng ngày hôm nay thì hầu hết các vị thẩm phán có vẻ hoài nghi về cái chuyện ông Trump được miễn tố hoàn toàn và sáng nay thì uh, khi mà bà và kẻ ở Jackson thẩm phán người da đen có hỏi các luật sư của ông Trump là ông có đồng ý là một số hành động của tổng thống là hành động của tổng thống và một số là hành động cá nhân không? thì ông bảo ông đồng ý mà nếu hành động bà hỏi cái bà bảo là ok mình đồng ý như vậy Thế là hành động cá nhân đó thì không thể gọi là được miễn tố mà hành động của tổng thống thì mới được biến tố nhưng mà cái khó là bây giờ định nghĩa như thế nào là hành động cá nhân hoàn toàn như thế là hành động của tổng thống hoàn toàn bởi vì người ta vẫn có thể lập luận là hành động cá nhân nhưng mà nó vẫn dính tới hành động của tổng thống bởi vì trong khi đưa ra hành động cá nhân nhưng mà đầu ống cái chức vụ ống ông đang là tổng thống đó cái này nó không có rõ ràng luật mỹ chưa bao giờ có chuyện này xảy ra Gần 250 năm lập quốc nước Mỹ chưa bao giờ có chuyện này xảy ra, nó không có tiền lệ để nó dựa vào, mà ngay cả có tiền lệ đi chăng nữa. Giả sử như ngày hôm nay hoặc trong những ngày tới, tối cao pháp viện sẽ đưa ra một phán quyết là gì? Tổng thống được quyền miễn tố hoàn toàn. Sau này các tổng thống khác mà nếu có làm sai, đó, mà bị kiện lên tối cao pháp viện hay là bị truy tố lên, có thể có tối cao pháp viện nó khác. À lúc đó nó bảo ơi... Hồi trước với ông bà làm sai Chúng tôi làm vô đúng là Ông không được quyền miễn tố Hay là bà không được quyền miễn tố Anh làm này làm theo ừ. Tại vì sao Luật nước Mỹ nó là như thế Nó thay đổi theo con người Chúng ta, chúng ta nhớ cách đây 50 năm Chính công tôi cao pháp viện là bảo là Trong vụ Roe v Wade Phụ nữ có quyền phá thai 50 năm sau công tôi cao pháp viện này Nhưng mà thay đổi con người Bảo là ê các vị tiền nhiệm chúng tôi làm sai bây giờ chúng tôi bỏ cái này thấy không thấy không nó nguy hiểm là nguy hiểm ở chỗ đó thưa anh ông uh, thẩm phán Samuel Alito là một thẩm phán bảo thủ chắc quý vị cũng biết là tôi nhắc chỉ nhắc thêm ông là cái người viết ra cái phán quyết lật ngược cái chuyện Roe vs Wade về cái chuyện mà quyền phá thai thì ông đưa ra một cái lập luận như thế này bây giờ nếu mà không cho ông trump được cái quyền gọi là miễn tố thì ông sợ rằng là sẽ không có chuyển giao quyền lực một cách hòa bình là cái vị tổng thống nào đó à, đắc cử à, sẽ phải ngồi chờ đợi vì ông tổng thống mãn nhiệm hay là ông tổng thống bị thua cử ông sẽ sợ rằng là tôi bước ra ngoài thì tôi sẽ bị truy tố làm sao à, thì tôi sẽ không có chuyển giao quyền lực một cách êm đẹp thì cái chuyện này chúng ta thấy chúng ta nghĩ gì những cái lập luận của các vị thẩm phán bảo thủ ngay trong lúc này có vẻ như là họ muốn họ tự đưa vào họ một cái thế rất là kẹt là cái chuyện là họ muốn binh vực ông Donald Trump bằng cách biện luận những chuyện mà chúng ta nghĩ rằng là đi vượt qua luôn cả chức năng của một cái uh, một cái tòa án là bảo vệ hiến pháp, bảo vệ luật pháp. Họ nghĩ đến những hậu quả chính trị là tổng thống bà bị gọi là không được không có quyền miễn tố thì sẽ xảy ra tình trạng mà gọi là không chuyển giao quyền lực một cách hòa bình thì đây là một cái hoạt động về chính trị cho nên trong lúc này thì chúng ta thấy rằng là cái phản ứng của người dân Mỹ đối với tối cao pháp viện chỉ có hai người hai phần <laughs> hai trên 10 người còn gọi là nghĩ cái tối cao pháp viện này còn xứng đáng cái gì đó còn tất cả đều coi tối cao pháp viện là chỉ là trò đùa khi mà chúng ta nghe sâu hơn những lập luận của các vị thẩm phán bảo thủ này thì chúng ta thấy rằng những điều họ đang làm không bảo vệ luật pháp thưa anh Dũng. vâng ờ, ở đây đó thì nó có một cái chuyện nữa là khi mà uh, tối cao pháp viện đó, họ nhận họ xử cái vụ này đó, thì như tôi nói hồi nãy đó là rõ ràng họ đã coi như là ưu ái trong trầm ưu ái trong trầm trong chuyện này bây giờ thì họ bảo rằng là tại sao những cái tòa chẳng hạn như ông Samuel uh, Samuel Alito cũng bảo là tại sao mà tòa giới xử nhanh thế bộ 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 cái qua tới tòa kháng án rồi lên tới đây tại sao không xử kỹ hơn thực sự ra với tòa dưới họ nhìn rất rõ và ngay con mắt người thường chúng ta cũng nhìn rất rõ là những hành động của ông trump nếu chúng ta là người thường chúng ta đã bị rồi nếu ông trump là người thường như chúng ta ông trump đã bị rồi nhưng mà ở đây đó cái điều đó mà người ta không thấy hoặc người ta chưa thấy đó là ông trump lợi dụng vào những cái thủ tục kẽ hở của pháp luật để tối đa hóa quyền lợi của mình trong chuyện này và bây giờ ông đã được đưa ra tối cao pháp viện và rồi ông tuyên bố ra ứng cử trong lúc đang bị truy tố cũng có mục đích luôn bởi vì với các vị tối cao pháp viện bây giờ cũng khó cho họ lịch sử sẽ phải để ý nó và có thể họ bị đe dọa luôn bây giờ họ bây giờ đang là bị đe dọa đó bởi vì ông sẽ là ứng cử viên tổng thống của đảng cộng hòa và họ không muốn cái quyết định của họ ảnh hưởng đến kết quả bầu cử họ không dám làm cái điều đó như những vị tiền nhiệm của họ năm 2000 chính vị thẩm phán tối cao viện họp khẩn cấp yêu cầu ngừng đếm phiếu tại Florida làm cho ông Bush con thắng ông Elgar thua và sau này một trong người bỏ phiếu đó là cố thẩm phán à, Sanya uh, Okono Sandra Okono và thú nhận là đã sai lầm khi bỏ cái lá phiếu đó đúng ra tôi cao viện không nên xem vào chuyện đó và trong trường hợp này cũng vậy luôn chưa bầu cử thì tối cao viện đã xem vào chuyện này họ cho rằng họ có cái quyền này họ không dám làm cái quyền mà họ cũng được cho luôn và tôi sang đây tôi nghe rồi cái là tôi đọc tôi thấy tất cả đều là cái lòng và lòng vòng cãi qua cãi lại và khi mà để xoay cái này tôi đã, tôi đã tuyên bố trên đài FPT này nhiều lần tôi thưa quý vị nếu mà cho tôi cãi tôi có thể giết người mà tôi cãi chẳng ăn luôn không cần luật sư tôi cãi luôn ông trâm không cầm luật sư trong vụ này, ông trâm đã cãi ông trâm thắng bởi vì ngay cái tòa là đã làm cái chuyện nó là không đúng rồi, nhưng mà biết sao bây giờ, quý vị thấy không, luật lệ sẽ thay đổi và cứ thay đổi thay đổi theo mỗi năm hay là vài năm vài chục năm khi cái tòa thay đổi là nó có sự thay đổi và tất cả những lập luận của tối cao viện và các luật sư đều tào lao hết, đều tào lao hết thưa quý vị. Mười mươi rõ ràng nhưng mà ra cãi vẫn chẳng. O.J. Simpson là một trường hợp. Nước Mỹ đúng nó có hay của nó là thà bỏ sót. Chứ không có cái đã lầm. Đúng. Nhưng trong trường này, trường hợp này nó sẽ tạo ra một tiền lệ rất nguy hiểm cho nước Mỹ. Vì đây là một vị lãnh đạo của gia. Anh không thể áp dụng nó được sau cái, cái 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 ngay bây giờ là cái cái cái, cái vụ sự này người ta đã thấy là nó có vấn đề rồi, nó đã có vấn đề rồi và chính từ đó người ta không còn tin vào pháp luật nữa và nước mỹ ngày càng có nhiều cuộc bạo động và chúng ta thấy trong những ngày qua có những cuộc biểu tình của sinh viên ở các trường đại học bắt đầu họ cũng phẫn nộ rồi họ không còn tin vào pháp luật nữa từ ôn hòa một xã hội ôn hòa tôi nhớ cách đây 10 năm hai năm biểu tình Mỹ tôi đi coi hoài ôn hòa lắm Bây giờ càng ngày càng bạo động Bởi vì nó không còn tin vào pháp luật nữa Và cái ngày hôm nay Khi mà tối cao viện làm cái chuyện này Bây giờ không biết họ sẽ đưa ra phán quyết như thế nào Họ đưa đường nào họ cũng chết hết Nhiều người ta bảo tối cao viện nó, nó dốt Nó ngu Tại sao không né đi Thế không mà né cũng không được luôn đã được đưa lên ngồi thì không né được mà bây giờ nhận tôi cũng chết cái này là cái kẹt cho tôi cao bác viện rồi tôi tôi mới bảo là giờ không biết họ tính sao đây tôi không biết là trong bảy chín vị này bây giờ ngồi của họ hối hận không có lúc không à, sáng ngày hôm nay thì bà thẩm phán Kentucky Brown Jackson bà nói rằng nếu là người bình thường thì các tòa án đã xử rồi bất kể người đó có được gọi là nằm trong phạm vi miễn tố hay không. Nếu mà trong trường hợp bình thường thì bây giờ nó, bà nói rằng là đây là một cái chuyện phải nói rằng là rất là khó có thể hiểu rằng là chuy cái chuyện này tại sao không được cái vụ án này không được đưa ra xử. Bây giờ tất cả các cái tòa đều ngừng lại không xử là bởi vì ông Donald Trump cứ tiếp tục đúng tòa này ông thảy lên tòa trên đến bây giờ đến tối cao pháp viện nơi ông hy vọng rằng có 6 thẩm phán bảo thủ 6 trên 3 một con số một cái tỷ lệ mà gọi là đa số rồi quá vượt bực để ông tin rằng là ông sẽ được là theo ý muốn của mình. Và tối cao pháp viện đúng như nhìn Dũng nhận định rằng là đúng là họ không nên nhận sự vụ này, tất cả những lý do mà chúng tôi đưa ra cho quý vị nó không còn nằm trong cái khung của luật pháp mà nằm trong cái khung chính trị và đối với các người này thì họ sẽ làm một cái điều ông Donald Trump muốn là kéo dài những vụ sự án cho đến khi qua khỏi cuộc bầu cử. Và có lẽ tôi nghĩ rằng có thể sau cuộc bầu cử, nếu mà ông Donald Trump thắng thì họ coi như là hủy luật cái vụ kiện. Mà nếu ông ông Donald Trump thua thì có thể tới lúc đó họ mới siết ông Biden. Còn bây giờ nếu họ đưa ra bất kỳ cái phán quyết nào đi chăng nữa nó cũng sẽ bất lợi cho họ. Là họ muốn binh ông, Biden, ông Donald Trump nhưng mà lại mở đường cho ông Biden tha hồ mà phạm pháp. Đó là cái chuyện mà những người tối cao pháp viện bảo thủ họ đang bị kẹt trong lúc này thưa anh Dũng. Vâng, bây giờ họ bị kẹt và họ không có lối ra. Lối ra cỡ nào thì họ cũng bị kẹt. Và khi mà họ nhận sự, à, sự cái vụ này thì họ đã vô tình, cố ý chúng ta không biết, tạo cho Tổng thống Donald Trump một cái lợi thế. Chúng ta sẽ phải chờ xem uh, trong những ngày tới như thế nào. Đó là những gì chúng tôi có thể gửi đến cho quý vị qua cái phiên tòa sự mà ông Trump có được miễn tố hay không khi ông làm tổng thống và sau khi hết làm tổng thống. Cảm ơn quý vị rất nhiều theo dõi chương trình hôm nay. Chúng tôi sẽ ghi trong chương trình FBTN Morning sáng ngày mai thứ 6, 26 tháng 4, 2004.